Jisoo, Blackpink chia sẻ về áp lực khi solo trên bìa tạp chí âm nhạc chứ danh Rolling Stone. Theo kênh 14, ngày 23 tháng 5, Blackpink khiến người hâm mộ vỡ òa khi là nhóm nhạc nữ đầu tiên sau 21 năm lên bìa tạp chí âm nhạc chứ danh Rolling Stone. Đây là lần đầu tiên mà Blackpink xuất hiện trên bìa Rolling Stone với tư cách là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên mà không phải là đại diện cho bất cứ thương hiệu thời trang nào. Trong bài phỏng vấn với Rolling Stone, chia sẻ của chị cả Jisoo về suy nghĩ cũng như áp lực khi nói về màn solo sắp tới đã khiến nhiều Blink suy ngẫm. Rolling Stone miêu tả, Jisoo ngồi trong phòng họp quay chi, nhìn ra dòng sông Hàn chảy xiết từ trên cao. Là người chị cả vui tính và truyền nhiều năng lượng tích cực nhất cho các em, Jisoo hôm ấy lại trầm tư và nghiêm túc, suy nghĩ về những câu hỏi lớn và đội chiếc mũ lưỡi chai có dòng chữ As time go by it will be better, tạm dịch. Thời gian sẽ xoa dịu tất cả, Jisoo luôn phải vật lộn với nhiều suy nghĩ. Tôi thực sự thích gì? Nó vẫn còn là một bí ẩn. Tôi thích biểu diễn, nhưng không phải lúc nào tôi cũng thích được trở thành một phần của ánh đèn sân khấu. Khi tôi đứng trên sân khấu, tôi nghĩ về việc không mắc lỗi. Việc biểu diễn đôi khi giống như một bài kiểm tra hơn là một thứ gì đó thực sự vui vẻ. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!